Kênh Hoa Lan TV giới thiệu với các bạn một cái giày hạc vĩ rừng nguyên bản rất là đẹp ở trong vườn của tôi. Năm ngoái khi mà mua mấy chục ký để ghép ở trên các cái cây rừng ấy, thì cây trong vườn thì thấy có một cái rễ này nó khá là to, nên tôi có cố định nó vào cái miếng dớn này. Và đây các bạn thấy là rễ nó đã ăn xuyên vào trong cái miếng dớn này rất là khỏe, và cái thân của mùa này cũng mùa vừa rồi đây cũng rất là dài, cỡ khoảng độ 1m2 gì đó, có khoảng độ 4 thân 1m2 với khoảng 2 thân 1m, mấy thân 60-70 cm gì đấy. Cái này thì cái hoa nó khá là sạch sẽ, trắng, bông thì không được to lắm, tuy nhiên là cũng nhìn cũng khá là đẹp mắt. Trong họng sâu thì nó có cái màu tím cũng rất là đẹp. Tiếc là quay vào ban đêm thì nó cũng không lên được, bắt được ánh sáng lắm. Tuy nhiên là không có cách nào cả. Thì hiện tại thì cái giò này năm nay thì không có nhiều hoa lắm, vì đây những cái thân này cái đợt vừa rồi nó ra hoa nó bị thui mất nụ khá nhiều, do nó thiếu cái dưỡng chất, bởi vì là cái cây này là chỉ thi thoảng thôi, tức là hàng ngày thì tưới nước và cũng hã hữu lắm thì mới phun một tí phân nhất gì thôi, thì cũng không có bổ phân nhả chậm, nên là nó chắc chắn là nó thiếu chất dẫn đến là nó bị thui nụ. Không như năm ngoái thì hoa rất là dài, nhưng năm nay đó mỗi một thân có khi nó chỉ được ít hoa này thôi. Đây cũng là cái bài học để cho năm tới tôi sẽ chăm cái giò này nó tốt hơn. Cái giò này tôi rất là thích, mặc dù nó chỉ là hạc vĩ thôi, không phải là phi điểm, nhưng mà cũng rất là ưng ý. Một trong những cái lý do mà ưng ý là bởi vì là các cái ki của nó ra ở dưới thân, sau đó thì nó ra rễ, và những cái rễ này nó ăn, nó đan vào nhau thành một cái, tự nó thành một cái cụm như kiểu cụm giá thể ấy. Đây. Đây là cái rễ của nó, là cái thân, xong đó là mấy lần rễ nó bám vào thành một cục luôn, rất là khỏe đây. Đấy, và xuống đây cũng lại có kỳ tiếp mùa này này. Đấy. Ở trong này thì cũng thế này, hiện tại thì đang có khá nhiều kỳ, và tôi tin rằng là năm tới thì nó sẽ được chăm sóc tốt hơn. Sắp tới lát nữa tôi sẽ buộc thêm cho nó cái phân nhả chậm vào, cộng với cái việc là tôi sẽ phun cho nó ăn thêm men nở tươi, thì chắc chắn là mùa tới cái thân nó sẽ dài hơn và sẽ lưu ý hơn để bổ sung các cái vi lượng để cho nó hoa nó sai hơn. Hạc vĩ thì nó có hương thơm, cái giò này thì cũng có nhưng nó không đáng kể lắm, chỉ hơi thôi, hơi có mùi chút thôi, dịu nhẹ. Đấy, đây các bạn thấy này, nó ra rễ, sau đó nó nảy kỳ, và bây giờ nó đang treo lủng lẳng ở đây. Thì những cái này ấy, là sau sẽ lấy cái dây ấy, mình cố định nó vào thì cái rễ này nó sau đó có thể phun cho nó thêm một chút kích rễ, thì cái rễ nó sẽ ra và nó sẽ tự nó bám lấy những cái thân khác. Đây, cái này cũng thế, cái này tôi sẽ cố định nó vào cái thân này, thì là cái rễ nó ra nó sẽ bám vào cái này. Thế thì là tự
tự cái rễ của nó sẽ tạo thành cái giá thể. Đây, ví dụ như chỗ này là thành một cụm này, thành một cụm rất là chắc chắn. Đấy. Nhìn trên video thì có thể là không thể hiện hết được, nhưng mà nếu mà nhìn ở đây trực tiếp thì thấy là cái rễ này rất là sướng, nhìn rất là khỏe, khỏe mạnh lắm. Các loại rễ bám ra. Có một số những cái thân già, đây cái thân này già khô rồi thì là sẽ cắt tỉa đi. Thực ra thì cắt tỉa thì cũng được, mà nếu không thì cứ kệ nguyên cũng được, cũng không có ảnh hưởng gì cả. Thậm chí là nếu mà ấy thì cố định lấy cái dây nhựa thít vào để tạo cho nó cái nguồn giá thể luôn. Phía trên này thì tôi sẽ cho cái phân nhả chậm ở đây, và để giữ nước thì sẽ cho một cái cục xốp, một cục gọi là cái cục mà để xốp mà để mọi người ta hay cắm hoa đó, tích nước thì nó sẽ giữ được đấy hơn. Chứ còn cái miếng giấy này nó khô rất là nhanh, tưới thì rất là lâu nó có thể ngấm được, nhưng mà là ngược lại thì tưới xong thì nó khô rất là nhanh. Cái này thì nó rất là dễ trồng, hạt vĩ thì không có gì khó khăn, thậm chí nó dễ hơn phi điệp, nó cùng họ cùng cái kiểu đấy, nhưng mà cảm giác nên là dễ hơn. Đây, cảm ơn các bạn, chúc các bạn có những cái giỏ lan ưng ý và tiếp tục đồng hành ủng hộ kênh Hoa Lan TV. Nếu các bạn cảm thấy là những cái thông tin của kênh có giá trị, có hữu ích thì các bạn vui lòng chia sẻ link để những người khác có thể cũng nắm được thông tin và cùng kết nối chia sẻ đam mê. Một lần nữa cảm ơn các bạn.